Nho dòng, nho dòng. Chào bà nhá. Ồ, chị Bảo Hải luôn cho chị à? Bà hăn hăn tao sùng à? Chị cháu chị sùng là 6. 5 năm tuổi à? Bà có mấy con? Mấy chồng? Một chồng thế à? Ồ. 7 đứa con. Bà có cái răng vàng nhỉ? Bảo bà là răng bà làm bằng vàng hết à, bằng ấy hết à? Cho con nó nhia đâu. Muốn nhia mà. À vàng. Vàng. Mạ vàng thôi các bác. Đấy, răng này không phải là răng vàng thật đâu. Đấy còn đây là con thứ mấy của bà đây? Tôi sáng nhia là tôi thì chờ. Tôi nhớ. Thì bà là có 8 người con, một người mất rồi. À. Là em con thứ 8, con út. Ô thế à? Thế mấy mẹ mẹ này không phải à? Mẹ mẹ này là chắc con của các con rồi. À, cháu. Cái miếng xanh. Cái tu miếng xanh. Đây là con út đây à? Em bao nhiêu tuổi rồi Cún? 15 tuổi à? Còn đi học không? Em có biết cái chú gì mà có 7 bà vợ dưới này không? Phải chú đấy có 7 bà vợ không? Phải luôn. Thế yeah. Chú nhìn đẹp trai không? Hả? Linh ơi, em bé này không mặc quần này. Ôi dồi ôi, nát tí, nát mất tí ăn ha lộc. Bảo em ấy mặc quần vào. Phèn Phèn xin chào các bác. Hôm nay Phèn có một tập phim vô cùng đặc biệt. Mong muốn được giới thiệu đến các bác. Đó là có một gia đình có khi phải là đặc biệt nhất ở đây. Đấy. Đó là bác đấy là có đến 7 người vợ. Phèn cũng rất là tò mò, không biết là bác đấy là người như nào. Đấy, không biết là bác ấy to khỏe không mà bác ấy lấy được đến 7 bà vợ. 7 bà vợ thì không biết là được bao nhiêu người con. Em cũng biết một lúc nữa thì mình sẽ vào. Đây là vợ đây nữa. Đâu? Vợ đây vợ. Nhỏ chồng à? Ờ. Nó lo chế mi nhỏ một tua. Đấy. Đây là bà vợ đầu tiên à? Bà thứ hai à? Vâng, bà đi về đi, tí cháu sẽ đưa khán giả của cháu để sang để chiêm ngưỡng dung nhan của 6 bà vợ còn lại. Bà là chú đấy tên là gì hả Linh? À, chú ấy tên là Chứ. Chú Chứ à? Vâng. Đấy, mình trên kênh của nhóm anh em rất là nổi tiếng. À, có chứ bốn vợ nhỉ? Vâng, chứ bốn vợ. Chứ bốn vợ thì 3 vợ đi du lịch, còn một vợ thì đang ở lại. Vâng. Còn đây chứ 7 vợ, một vợ à 7 vợ à 6 vợ nhưng mà một vợ đi du lịch, tính ra là 7 vợ. À 7 vợ. Thế là ông này cao thủ hơn ông kia. Nhưng mà anh Chứ 4 vợ kia là bây giờ là bà vợ cuối cùng là đẻ được mấy người con nhỉ? 4. 4 người con gái các bạn. Đấy. Bốn đứa con gái là làm ăn phát đạt đấy. Tam lam bất phú, tứ nữ bất bần, có nghĩa là 3 con trai thì các bác không bao giờ giàu được, bởi vì mỗi đứa nó kiếm một miếng đất, một cái nhà. Đấy. Còn nó tứ nữ thì 4 ông rể là phải đến phục vụ bố dạ, bố rồi. Sướng kể ra sướng. Thế là nhà ở dưới kia em. Nhưng mà mình đợi một tí bởi vì chú đấy là đang bảo là vợ đi làm quanh đây. Đấy. Đi người thì đi hái rau lợn và đi cắt cỏ bò. Đấy, thế bây giờ mình phải đợi một tí để vào. Tất cả các bà vợ thì mới vui. Đấy, hiện tại thì chúng ta là phỏng vấn mi nhỏ này, me me này. Thế em có hay xuống nhà chú đấy chơi không? Có. Thế à, chú có đẹp trai không? Hả? Hả? Có đẹp trai à? Thế mấy bà vợ của chú ấy nhỉ? Chú đấy giỏi nhỉ? Chú đấy lấy được. Nhưng mà kia em mà lớn em muốn lấy chồng, em có muốn lấy là chồng mình có mấy bà vợ không?
Thế là muốn chồng mình có mấy bà, chỉ một mình thôi nhỉ? Ừ. Đó, cũng là một cái nét văn hóa riêng biệt của từng vùng miền các bác. Và Phen cũng nói đây là một trong những cá nhân, đấy, hộ gia đình điển hình đấy, là chỉ cực kỳ ít thôi đấy, chứ không bây giờ là không ai có thể lấy được 5-6 bà vợ như thế, xong rồi còn lại còn phục vụ đấy chứ. Thì không biết là tối, không biết là ngủ kiểu gì nhỉ? Em có biết không? Hôm nào phải mò mò sang hỏi chú xem tối chú ngủ với bà nào như nào. Đấy. Nhưng mà em còn nhỏ thì phải đi học nhá. Học xong là mai kia mình có nghề có nghiệp rồi ổn định rồi lấy chồng sau. Phải lấy mấy ông đẹp trai như anh này được chưa? Hả? Đấy. Em có muốn tí có muốn đi sang đấy chơi với anh không? Đó, các bác đợi phi hàng chút nhá. Phi hàng sẽ đưa các bác sang thăm một chú. Đến bản thân phi hàng cũng thấy rất là tò mò các bác. Không biết là bây giờ chưa vào ấy, có rất là nhiều câu hỏi đặt ra. Là một là các vợ đấy của chú là nhìn là như nào, đầu tiên là chú đấy, ngoại hình của chú đấy là người như nào, có đẹp trai phong độ không, và cái bí quyết là tại sao mà chú có thể là lấy được nhiều bà vợ như thế. Bởi vì khó lắm các bác ạ, bởi vì bà này có thể ghen, bà kia ghen. Không biết là tối ông ấy ngủ với bà nào đấy, ngủ chia ca, chia đội như nào. Đó, đấy, các bác đợi chút nha. Ôi mẹ em hút thuốc nào à? Hả? Đây này, bà bắn xoanh xoạch mấy điếu. Đấy. À, chia nhau chưa? Đủ chưa? Ở trên khu này ít quán xá các bác. Bây giờ là 5:30 các bác, nhưng mà vẫn còn tí nắng. Đi em ơi. Ờ. Chào. Chipo hai ò. Chipo nói tiếng Mông ò. Các bác đến thời điểm này gần tới rồi. Rất là gọi là không biết đi con đường gì, đâu nhà đâu. Ấy ô, lực lượng tập trung đông thế nhỉ. Đấy, đi xem à, đi thế đi trước, đi trước đi trước mà xấu hổ à. Ấy ô, đi sau là mình không được nhìn cái mông à. Ai à, đường xuống hả? À, chẳng có điều kiện nên chưa. Đi xuống đây. Đi xem đi. Thế mình có mấy chồng à? À quên, có một à. Đây là chồng à? Không phải. Ồ. Thế em nào có phải con nhờ ở đây không? Ờ thế xuống thôi, về. Về vị trí ẩn nấp đi. Hả? Đi. Anh em biết tiếng, nhớ đâu dưới này không ai biết tiếng phổ thông hay sao? Hả? Ừ, thế đi sau nhá. Đường này đi xuống có đảm bảo không? Ai ô, lực lượng người tham gia đông này. Ai ô. Nho dòng à. Ôi ô, đẹp trai thế nhỉ. Nhưng mà bây giờ đi xuống kiểu gì à? Này thì ô, say rượu mình không biết đi kiểu gì à. Mama. Mu chi tao à? Ô, mu mama được rồi. Các bác đây, nhà tường rào đá các bác. Ấy dồ, nhìn xa đã thấy âm thịnh dương suy rồi. Ấy dồ. À, Chipo đi kiểu gì à? Chú có biết tiếng phổ thông không? Không biết. Chipo hải lùng. À, Pau cho chi à? Ồ, thế chú có đâu? Có đây 5 vợ đây, 1 vợ thì là say rượu rồi. À dù, 1 vợ say rượu. Mình là tốt đầu nè. Đâu, đây là 5 bà vợ đây à? Vâng. Nhưng có bà nào biết nói tiếng phổ thông không? Không ai biết gì à? Ôi dồi ôi. Thế đây là bà, đây là con hay là ai đây? Cháu đây. Đây này, bà đây này. Là vợ hết ạ. À nhưng mà vợ, nhưng mà bé Mi Nhuả đằng sau kìa. Mi Nhuả là con của cháu. Là cháu à? Thôi tưởng lại có con. Bà đấy có con thì đúng rồi. Bây giờ
bây giờ ai nhỉ? Đây vào vào chơi. Bảo có bé nào trong này mà biết tiếng phổ thông không? Ra đây nói chuyện. Em cho bánh kẹo đi. Đấy, mời các bác ngắm rung nhan của 6 bà vợ, 5 bà vợ các bác. Đấy, có một bà thì là bị say rượu. Đây à, đây là con gái à? Ôi dồi ôi, sao bé này mà răng đã vàng khè khè ra rồi này. Anh xem nào, em bao nhiêu tuổi rồi? Em 14 tuổi. Ôi dồi 14 tuổi à, thế là đấy có người yêu chưa? Còn đi học không? À, học lớp mấy rồi? Học lớp 8. Xinh gái đấy nhưng mà sao làm răng vàng này? Hả? Đâu mẹ em đâu? Đâu mẹ đây à? Sao bà đang đang ốm à? Thế thì bây giờ anh đưa các bác khán giả của anh để tham quan về gia đình nhà em nhá. Xong em là phiên dịch cho anh nhá. Thì bây giờ anh hỏi là bây giờ đầu tiên là bố em đây đúng không? Thế là bố em có bao nhiêu bà vợ? Bố có mấy bà vợ? Tất cả 6 bà vợ à? Sao bảo 7 bà? Một bà không ở à? Bà đấy về ở lâu không? Mấy? 2 tháng à? Ở chắc khoảng mấy tháng đi rồi. Ở mấy tháng? Hả? Ba tháng à? Thế có con không? Không. Thế tại sao bà ấy đi? Hỏi, em hỏi đi. À, chắc là tối không làm đủ à, phải không? Hỏi. Không đáp ứng đủ là bà đấy là trẻ nhất à? Hỏi. Em hỏi bà còn trẻ nhất không? Bây giờ bà nào ở đây là bà nào là lớn tuổi nhất? Bà đây à? Bà đây bao nhiêu tuổi? Con mê cả cái không biết tên mẹ. Nhiều. Thế bố em bao nhiêu tuổi? 51 này. Thế bây giờ từ từ nha, để bà đứng ra đây, bà đứng bên này. Đứng theo thứ tự. Ở đâu? Bà lớn nhất. Bà lớn nhất. Rồi vào vị trí ẩn nấp bà. gần nhau à? Ấy dồ, cầm tay à. Ấy dồ, cầm máu. Bà không cảm xúc. Bà cười à? Chuyện. Bà cười à? Bà cười. Đâu bà thử tiếp tục đến bà nào nhỉ? Bà đây à? Ai ồ bà này đâu? Bà đây à? Đây là xếp vào đây. Sân mạ gần vào đây. Bà thứ ba đâu? À bà ba. Bà xếp bảo xếp mà thứ hai đâu? Vợ đi đi. Con này tí nhỉ? Khẩu trang nè. Vợ một say rượu rồi. À ui dồi bà đấy. Khẩu chớ à? Ồ thế là mù chì tàu à? Ồ thế này hầu chớ à? Hầu mẹ mẹ à? Còn bà đấy này, xong là đến bà thứ hai này. Bà thứ ba này. Đấy, thôi mượn thằng Cú Linh vào đây làm bà vợ thứ hai. Đứng vào đây cho nó đủ đẹp. Đấy. Hãy mượn bà kia. Mượn được bà về đây. Đâu thế bà tiếp. Sao bà đây? Một tí à? À đây, mẹ của em đây đúng không? Bà đứng ở kia, Bà ốm à? Cho đứng chụp ảnh một lần rồi đấy. Xong là tiếp tục là bà đâu? Đến bà nào? Bà. Rồi. Còn bà út. Bà út sao lại to nhất này? Có sao thì mà. Sao là. Sao thì là. Ấy ồ. Say ồ. Bà lại ốm như vẫn còn cười ngặt nghẹo rồi. Bây giờ đấy các bác đấy. Chú phải vào giữa cho chụp ảnh. Rồi. Đứng ở giữa. Đấy, cầm tay hai bà. Cầm mỗi bà một tay. Bà nói đi. Anh biết nói kiểu gì thằng này.
Nè, nè, bà này, đấy, bà kia, đấy. À, nối vòng tay lớn. À. Cầm tay bà kia. À. À. Bảo hai bà đã bao giờ bảo các bạn đừng đừng sát vào nhau một tí. Chụp ảnh cười nhá, bảo 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 chụp. Lúa. Cười. Bà kia. Bây giờ bảo bà là anh hỏi này. Bây giờ em ra đây phiên dịch cho anh. Đâu cún cún cún. Đấy cún cún cún. Cún. Nhưng mà đây có phải chính xác là có phải ấy không? Có phải các mẹ của em không? Phải à? Thế đây là chính xác không? Bây giờ nhá, anh nói thật này, anh không biết là có thật hay không. Bây giờ em phiên dịch cho bố bảo là bây giờ thơm mỗi bà một cái. Thơm mà. Nói đi. Nghe nó. Đi. Xinh gái. Nói. Cứ loại mạnh dạn nói thật to. Nói đi. Nhanh. Anh em. Mẹ đây nhưng mà mẹ này cũng rất là thương con gái. Ngại à. Mẹ út. Bố ốm à? Thế bảo bố đi, bảo bố thơm mẹ. Không dám nói. Thôi thơm một cái, bảo đi, nói đi. Thơm vào một cái, nhanh. Nói. Mạnh dạn nên nói rồi, bố thơm các mẹ đi. Nói tiếng Mông à? Ồ, nói tiếng Mông thì các mẹ mình mới hiểu chứ. Nói to vào. Mai anh lấy về làm vợ hai. Nhìn các bà đang đợi này. Nào. Thôi được rồi. Xấu hổ thì thôi. Ninh đâu? Ra phiên dịch giúp anh Ninh ơi. Ra đây. Bây giờ anh không biết nói làm nào. Bảo anh không biết nói làm nào. Bảo ơi. Bảo là bố, bác này, bà, chú thơm vợ chú một cái. Bây giờ ông già không dám thơm rồi. Thơm vào má này có gì đâu. Bảo đi. Ông ngại, em không bảo được, ông thơm. Không ngại đâu. Thơm một cái. Thơm. Thơm mà. Thơm vợ. Chứ không. Đi mà. Thơm. Hả? Thôi, không thơm á. Thôi được rồi. Nhưng mà thế không thơm thì tối có làm không à? Ờ. Nó khó à? Ô lười. Có không? Có. Ừ. Đâu là chỉ có hấp lười đâu. Nên... Ông bảo già rồi bây giờ yếu rồi không làm mấy rồi. Ồ thế à? Thế bà này có mấy con? Hỏi bà mấy con? Có mấy con? Tôi nếm mua nó đúng nhiều đâu. Tôi nếm mua... Ô, tỷ tổ tu... Thì một trai một gái là hai người đúng không? Ừ. Để anh cộng bằng đốt ngón tay đi, ngỏ tiếp đến ba bên này. Có gì không được? Chín mùa này. Ba đây không à, có. Xin mùa à? Không, ừ, rồi, không có. Thế bà thứ ba. Một lớp tổ tiên. Bốn đứa. Sáu đứa. Hai là ba bốn năm sáu đứa rồi tiếp. Chút còn. Tủ này chín mùa thế này. Bà ấy cũng không có. À bà không có à? Ừ. Thế còn bà đây? Một ít tủ. Một. Đấy, đứa em gái. Thế à? Một à? Ô thế còn bảy người con à? Bảy. Con bé nhất đấy à? Mỗi đứa con trai. Thế là bà này là lấy bà đầu tiên là lúc chú bao nhiêu tuổi? Giờ cho từ vấn đề lo thằng mua nó trồng rồi. Thằng nhiều thuộc vấn đề lo mà nếu mà nâng cổ phê sống thế vừa nếu mà nâng cổ phê sống dụng vô. Nếu mà nâng cổ sống dụng còn đợi còn xa sống trước vợ là lúc ông lấy là ông 17 còn vợ là 22. Thế còn đâu tiếp tục là bà đây lấy bà lúc bao tuổi? Bao nhiêu lâu thì lấy bà này nữa? Bà này bà thứ ba. Trâu xong mà.
bà này 60, lớn hơn ông 9 tuổi. Thế bà cả này nhỏ hơn bà thứ hai à? Đây là bà này bà thứ hai chứ. Con này nó mua trong trong chợ đó bỏ đi rồi. Trong chợ mình chỗ. Con này tuổi hơn. Vợ cả năm nay 50 tuổi đó. Chỉ trồng trâu xong. 56. 56, bà này 60 gì nữa. Vâng. Là bà ít tuổi hơn. Ừ. Bà này là vợ ba. Thế anh tưởng là vợ cả xong vợ hai đi. À bà hai là không có con à? Ừ, đúng rồi. Ờ. Bà ba, thế còn bà thứ hai bao nhiêu tuổi? Hả? Bà thứ hai bao nhiêu tuổi? Bà vợ. Bà thứ ba cơ. Bà thứ hai thì bà này, bà này 60. Ờ, một bà đầu tiên là bao nhiêu nhỉ? Năm mấy? 56. 56 này, bà 60 này, thế còn bà đây? Bà vợ thứ hai là muốn là sống đi vợ em muốn là chồng rồi. Tôi chỉ 57. 57. Thế bà cũng nhiều tuổi rồi nhỉ? Cô mà nó chỉ chồng trâu này, chỉ chồng xa mà nó chồng chỉ chồng xa. 57. Thế còn bà bên kia? Bà này nhỉ? Bà này bao chồng chi không? 45. 45. Thế còn bà bên đây? Bà chỉ chồng ố. 52. Ờ. Bà đi trẻ nhất. Bà trẻ nhất à? Chú tôi hỏi chú là thế có bí quyết gì mà lấy được các bà đấy không? Mà bà thế là thì nhớ mua chút chi đi trà như là thắt tôi lấy cho bỏ cho anh nhiều rùa đi đâu được bỏ tiền nhiều chứ. Bảo thằng này nó cũng muốn lấy 5-6 bà vợ, có cách nào chỉ nó không? Bảo là thì sao cho anh đạo lý mà chỉ mua chút chi nhớ nhớ mua chút chi thì khen chỉ mua chút chi cho con này nhiều người bỏ vô nữa. Cũng không có bí quyết gì, chỉ là các bà thích ông thì các bà về nhà ông rồi. Thế ông có cái gì mà các bà thích? Ông đẹp. Ông đẹp trai. Ông đẹp trai à? Thế cháu có đẹp trai không? Đây. thế hỏi là thế bây giờ hỏi tế nhị một tí thì có tối nào ngủ với à 1-2-3 bà không? Giờ tí là thì sĩ giờ nhớ còn gì mà tổng đô thế nông cái nông bưởi tụt rồi. Không phải nhau ấy chạy mấy ít mòn thấy tụt bí mổ. Có nghĩa là mỗi một tối ngủ với một bà. Ô thế thì bà 6 bà này hết tuần rồi. Mỗi một bà. Cho tôi nhớ là nhớ nhầm. Cứ làm một vòng tròn đấy. Cứ một vòng tròn đấy. Ồ thế à? thế bây giờ bảo là thế bảo bây giờ là thích ngủ bà nào nhất? Nhi mà ăn nhòn bò từ bò nhỉ? Hả? Bò ba nhỉ? Nhôm à? Thế bây giờ thích ngủ bà là trẻ nhất. Bà thế mấy bà đây không ngủ cùng nữa à? Ít rồi. Ờ, có ngủ không? Có nhưng mà ít rồi. Hỏi anh không tin mày đâu. Ra đây em cún ra đây. Chú hỏi. Con gái mới biết được. Không con gái. Chắc là thế là bây giờ hiện tại là chú ở đây với mấy bà vợ ở cái nhà này? Ở nhà này mấy nhà? Mấy người vợ? 7-6. Ở chung đây á? Ờ. Ở chung đây à? Hay là có nhà nào riêng nữa không? Nhìn đi là cho còn nhớ 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 thế là một lần mà nhớ là ở hẻm đường nhé. Ờ. Là mua học được tên mà là tôi bao mình chỉ học được cái chọn cái mình muốn chơi. À. Bây giờ là các bà là có bà út là ở cùng rồi. Ừ. Còn các bà là đi theo ở với con trai rồi. Ở các con à? Vâng. Thế thì có gần đây không các con? Quanh đây nói chung là có việc cái là các bà đến giúp luôn. Ồ thế à? Đấy. Thế hỏi là các bà này lúc còn trẻ các bà có ghen không? Có ý hỏi là có ghen không? Lúc ở với bà lại lúc ở với bà kia. Cái này là Phen truyền đạt lại cho các bác biết là một cuộc sống là gia đình là không biết nó như nào. Đó. Thì thợ là giúp bọn nhân nhau của bộ tài thế anh xì chế thế xì chế vậy. Nó chỉ xì chế nhé. Không cãi nhau. Không cãi nhau à? Ông quản lý tốt lắm. Ông quản lý tốt lắm à? Thế là cờ mình là ngủ phải chia đều. Đấy, hôm nay là ngủ với bà này thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Xong là thứ bảy thôi, hai ngày nghỉ không hại thận. Đến là bảo là anh đến thì cũng không biết là mua cái gì cả, với cả nhìn các bà cũng lớn tuổi rồi, cũng ốm yếu như này em. Thì là chỉ đây như bà đang ốm này, các bà đang ốm này. Vâng. Bảo là anh tặng một bữa ăn cho đại gia đình nhà ông. Để ngày mai ông làm cơm mời tất cả các bà đến đây ăn cơm với cả con nữa nhá. Anh giờ này đang đi tour nên chỉ muốn chia mà nè, muốn học chia thì anh cũng là cho bỏ đi mà cho quý thành mò là cho bỏ ra quý bỏ ra quên nọ.
Nhưng mà bảo là ông là phải làm cơm cho tất cả các bà các con nhá. Nhưng mà phải uống mọi hũ lấy cho bỏ tất nọ. Chứ không bây giờ chia không đều là các bà lại lại tị nhau. Em nói đi. Anh nhá. Chỉ vậy chả chỉ mình chỉ muốn chia lẻ phải chỉ chầu lấy cho bỏ mình cho bỏ vào tận mà. Chỉ mà muốn chia được với còn mỏ hũ lấy bỏ tất nọ thì nó xong bỏ tạ. Kêu là chỉ phá. Thôi, anh nói thật, anh muốn xem là ông này thơm các bà hỏi vào một cái hỏi thử xem thú y hả kiêng á sao kiêng không thơm á lúc đấy bà út bảo là bây giờ già thơm ngại thế hỏi thế ông thơm cháu cái này ăn nhiên ít này không thơm ô lao hỏi các bà này có cho không đây. Thơm gặp thơm vẹp vẹp đấy mà nên là cũng nhiệt cho bố này thôi thơm thằng linh mưu đi thế à bí này các bác có nhiều nhỉ thế hỏi là một mình mà bây giờ phải nuôi nhiều bà vợ như này thì có khó khăn không thế thở nó dù lấy cho bố sát ở trong cái con nhà của là chính là đấy ông bà không khó không khó à đơn giản à tôi bảo bà bé là bà ngồi đi không bà bị nhìn bà bị ốm rồi sao nữa bà bị ốm lâu ấy nhỉ bảo là tôi bảo tối là không làm gì bà này nữa không bà say chịu à chịu ẻ không được làm à thế bà bảo thôi bà em bé này lại đang ấy à chắc là cháu nhỉ thế thì bây giờ mà tính cháu thì nhiều lắm nhỉ nhiều á em là có hai bà là không có con đấy, không có con còn đâu mấy bà còn lại là có con hết tổng là có 7 người con đây bây giờ tối rồi bảo là bây giờ em hỏi chú là chú có lời nào muốn căn dặn đến các ông mà đang sợ vợ không? À, bà hỏi chú là có sợ vợ không? Đi lừa tiền nhà chợ, ông ấy lừa gì ấy, chỗ con điện đó, ông ấy lừa hay gì đó, chỗ nành con điện, nành chín nành điện trái con điện, mỗi lọ hay mua. Ai cho chín nành trái con điện đó? Chín nành trái con điện? Chỉ nó chỉ trái đấy. Không mà không có nói chung là do mình hết thôi phải vùng lên là không thể sợ vợ được nhờ đấy ông là nhưng mà hỏi là ông dùng nhiều cái này thì có mệt không có bị yếu không rồi bây giờ các bác cũng 6 giờ rồi Phiang đi về bây giờ dành thời gian cho ông với các bà. Mi nhỏ mu chế. Mai là làm cơm à? Sao xanh à? Sao xanh lâu lâu à? Sao xanh lâu lâu. Sao xanh à? Muốn tiền bé mà. Sao xanh à? Xanh à? Thơm thơm. Muốn thơm. No. Sao xanh à? Sao xanh lâu lâu? Là tôi chiều cách cho bị nhọt tiếng. Quên chưa hỏi. Lâu lâu rồi. Vẫn mà mưa, tôi mưa thì trò cách cho lâu này thì sao xanh mì tôi này hả? Bà ngoại giao tốt. Sao xanh mì tôi này mà bà tôi mưa thì trò bé, mỏ bé nó chỉ phải hải lên cho bị nhọt. Sao xanh này? Sao xanh à? Sao xanh à? Cái gì nhỉ? Buổi tối là gì nhỉ? Vừa nãy dậy mãi. Chọn đu. Bây giờ quên chưa hỏi bà đây tên gì? Con bé gì nè? Đây là sông thị cái. Cái ạ, con bà. Con bé gì? Hai thị cái. Đúng là cái. Hai bà cái à? Vâng. Thế còn đây ạ?
bà áo đỏ. Bà chân liên nè, bà bé gì? Bà bé, bà giữ chồng. Chồng á? Ừ. Chồng. Còn bà? Bà bé thịnh thiên à? Chia. Chia. Dìa. Thế còn bà đây? Bà nhanh nhỉ? Dìa. Bà nhanh nhỉ? Dìa tiết rồi. Dìa đấy. Dìa. Hỏi con gái nhà chú Ai sinh như này á? Vâng. Em tên là gì Cún? Thôi, dính. Ra đây, dịch ra đây. Dính dính là phải dính dính vào nhau. Thế anh hỏi làm sao mà chỗ này bị ấy này, đây bị này. Ngã. Bị ngã. Vâng. Sao không đi ngã lâu chưa? Lâu. Đấy, xinh gái như này mà bị cái sẹo anh đấy nhá, anh bỏ đây. Đây là bị cái sẹo như này này các bác. Rất là xinh gái. Thế, ai làm cho em cái răng này? Cười cười. Đâu, cười anh xem nào. Bây giờ có làm được lại răng nó trắng ra không? Có. À thế mở ra là nó trắng đúng không? Tối đừng cười nha, cười các anh nhìn thấy chạy mất dép đấy. Thôi đi về đi. Thôi, anh chào nhá. Chào chú nha, chú tên là Chứ nhỉ. Chào chú Chứ nhá. Chào các bà vợ của chú nhá. Bảo hôm nào Phen Phen lại tới chơi tiếp. Chào chú nhá. Meet to Phen Phen. Phen Phen. Rồi, cháu chào nhá. Đấy, do thời tiết là nó cũng tổ nó cũng hơi se lạnh. Và nó tối nữa các bác ạ. Phen Phen với cả em Linh Vư phải về. Đấy, chia sẻ với các bác một gia đình vô cùng đặc biệt. Và khuyến cáo các bác là nam giới là không nên làm theo. Đấy, bây giờ cái ngày xưa thôi anh. Thì là cũng là một trong những gia đình là điển hình rồi. Phen cũng nói ngay từ đầu rồi. Đấy. Và cũng là ngày xưa. Chứ bây giờ các bác mà lấy nhiều vợ vào là các bác ấy một là tối là không thể ngủ được. Đấy, thứ hai là các bác ấy là không quản lý được các bà vợ của mình. Đấy, đây là cả một cái khu vực Mèo Vạc này chỉ có đúng một gia đình như này thôi, không phải là nhiều. Đó. Ở đây là thôn gì em nhỉ? Sán Si Lùng. Xã Cán Chu Phìn của huyện Mèo Vạc các bác. Các bác có cơ hội mà đến Hà Giang chơi giao lưu thì các bác có thể đến đây thăm gia đình. Đấy, một trong những gia đình đặc biệt. Bởi vì gia đình người Mông buổi tối các bác ạ, bên trong nhà nó tối lắm nên là Phen chưa có điện nên là Phen không thể quay video chia sẻ bên trong ngôi nhà với các bác được. Đấy. Thì quay ở bên ngoài thôi. Thế bà này là bà nào đây? Ô. Con dâu à? Đấy các bác, đây là ngôi nhà của bác Chứ. Giờ chưa đến giờ đi ngủ nhỉ, chắc trời tối tối một tí ta sẽ đi ngủ. Cũng hai bà là vợ là bà đây là cũng không có con này, bà cũng không có con. Áp lực lắm các bác ạ, người Mông là cứ phải có con cơ. Ê, đi đi về đi em, đi về đường Tiểu Ngạch đây. Thế mình phải dẹp đường cho gà đi à? Chào. Bảo là các bà vợ này cho ông Chứ thơm Phen Phen một cái mà các bà không cho. Hả? Chứ à? Phen Phen à? Chứ ủa Phen Phen à? Đây là con đây à? Chứ là Mi Tu à? Đi về đi. So xanh à? Nhà mình khó khăn tí, có tiền thì xây một con đường cầu thang đây. Anh đi, không chắc anh ạ. Ây dồi, không chắc thì anh ấy cứ thích đi. Ui giời ơi. Các bà, sướng nhất chú Chứ rồi, sướng nhất ông Chứ rồi. Ua mama à. Ủa mẹ mẹ rồi. Ủa say say nè. Mù chi tao à. Ây giờ hôm nào Phen có thời gian sẽ nhiều sẽ tới thăm thêm các bác ạ. Đấy. Bởi vì đến được là xem được cuộc sống của Phen cũng đến muốn đến sớm để quay xem đời sống của bà con như nào. Ăn ở như thế nào, sinh hoạt như thế nào các bác. Xin chào nhá. Ô em bé này mặt bị sao đây con? Bị bỏng à? Ồ, con bị bỏng á?
Con bao nhiêu tuổi rồi? 7 tuổi. Con 7 tuổi à? Nhà con ở đây à? Nhà đây à? Con còn đi học không? Đi. Vẫn đi học à? Con bị bỏng đau không? Nâu chưa? Bạn đây đâu? Hả? Bạn đây đâu? Đây là 1 năm rồi. Nha. Yeah. Chú cho con một tờ nhá, để con đi đi học ăn kẹo nhá. Đi học giỏi biết chưa? Cố gắng học thật giỏi nhá. Ừ. Thôi chú chào nhá. Chào các con đây nhá. Các con nhỏ này thôi, đầu tư thêm 40 nữa một. Bảo là chú cho các con để mua bánh kẹo nhá. Chú chia lên cho ta nhá. Ừ, này. Cổng nhá, cổng nhá. Đấy, rồi phèng phèng hết tiền rồi. Hết tiền nói là gì nhỉ? Tạt chia. Tạt chia. Ờ. Đi về đi. Video này của Phang chia sẻ với các bác về cuộc sống của một gia đình vô cùng đặc biệt ở vùng cao ở Mèo Vạc các bác nhá. Cũng mong các bác là có cơ hội mà đến đây chơi, các bác có thể giao lưu với cả bác Chứ, cũng đến chơi với cả gia đình thì cũng chẳng có món quà gì cả, chỉ tặng được một ít đồ ăn cho gia đình thôi. Ngày mai thì cũng hy vọng là gia đình là có một bữa ăn ngon cùng các bà vợ của mình. À, mình nhỏ mù chế à? Mù chế à? Giờ Phang xin chào các bác, hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo về những bí ẩn khám phá, những bí ẩn vùng cao chia sẻ với các bác. Rất mong các bác đón xem video của Phang.